Ngọc Thơ, Thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam cần hành động ngay trước mối đe dọa từ chiến lược dung hợp quân dân của Trung Quốc. Theo Wikipedia, thuật ngữ dung hợp quân dân đã xuất hiện vào những năm cuối thập niên 90, cùng thời điểm kỷ niệm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, dùng để mô tả sự phối hợp giữa các lĩnh vực dân sự và quân sự. Đây là một chiến lược và chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc với mục tiêu là phát triển quân đội giải phóng nhân dân thành một quân đội đẳng cấp thế giới. Vào tháng 1 năm 2017, Tập Cận Bình đã thành lập Ủy ban Phát triển Trung ương Hợp nhất Quân sự Dân sự, chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện chiến lược này tại Trung Quốc. Năm 2021, Trung Quốc triển khai kế hoạch 5 năm nhằm thiết lập hướng dẫn tổng thể cho các chính sách và mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2025, trong đó bao gồm chiến lược dung hợp quân dân. Hình ảnh bài phân tích Mỹ tấn công chiến lược dung hợp quân dân của Trung Quốc trên tuổi trẻ.vn. Thực chất, chiến lược hợp nhất quân sự, dân sự không phải là khái niệm mới và nó đã được một số quốc gia như Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản triển khai từ sớm. Ý thức được tầm quan trọng trong việc tăng cường sự liên thông, hợp tác giữa hai khối quân dân sự trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, sản xuất các công nghệ tiên tiến, các nước nêu trên đã đầu tư đúng đắn cho việc phát triển công nghệ ứng dụng cho cả quân sự và dân sự và đều phát triển hùng mạnh. Liên Xô trước đây và hiện tại là Liên bang Nga cũng đã triển khai chiến lược này nhưng thất bại và ngày càng trở nên tụt hậu so với phương Tây. Vì thế mà Trung Quốc chắc chắn đã nghiên cứu rất kỹ bài học này và không hề muốn đi vào vết xe đổ đó. Trong bài phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương ở Đại học New South Wales về chiến lược quân dân dung hợp và mục tiêu phát triển công nghệ cao của Trung Quốc vào hôm 14 tháng 2, Đài Á Châu Tự Do đã trích câu trả lời của ông Phương. Mô hình quân dân dung hợp giúp đẩy nhanh hơn quá trình hiện đại hóa công nghệ quốc phòng, đặc biệt là các loại công nghệ mới ở Trung Quốc. Nó làm căng thẳng thêm những xung đột hiện đang có giữa Trung Quốc và các quốc gia khác, bởi lẽ nó tạo ra các mặt trận an ninh và quốc phòng mới, phần nào đó thúc đẩy chạy đua vũ trang, đặc biệt trong công nghệ quân sự. Hình ảnh bài báo trên đài Á Châu Tự Do. Ông Phương cho rằng Việt Nam cần phải nhìn nhận thật nghiêm túc và có những chính sách phù hợp trước nguy cơ này. Với tiềm lực mạnh về cả tài nguyên và chính sách, mô hình quân dân dung hợp của Trung Quốc khiến cho cán cân quân sự và sức mạnh giữa Trung Quốc và các nước nhỏ ở Đông Nam Á ngày càng tăng. Điều này dẫn tới sức mạnh cưỡng ép của Trung Quốc lớn hơn và nguy cơ xung đột là lớn hơn trước đây. Do bởi Trung Quốc sẽ có sức mạnh lớn hơn, dẫn đến việc họ tự tin hơn và quá tự tin vào sức mạnh bạo lực sẽ tạo ra rủi ro đối đầu nếu tính toán chính sách sai lầm. Ông Phương trả lời cho câu hỏi của AFA đặt ra, trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, những rủi ro Việt Nam phải đối mặt là gì? Ông Phương nhận định, thực tế mà nói, chênh lệch về quân sự quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng tăng, không chỉ về lượng mà còn về chất. Điều này rõ ràng vì Việt Nam là nước nhỏ hơn Trung Quốc nhiều, mà lại không có nhiều nguồn lực và nhiều thứ phải xuất phát từ đầu về công nghệ. Hình ảnh tàu sân bay Sơn Đông được xem là một sản phẩm của chiến lược dung hợp quân dân của Trung Quốc. Đối với chiến lược quân dân dung hợp của Trung Quốc và sự phát triển của kỹ thuật quân sự dựa trên công nghệ cao, hiện tại có 3 lĩnh vực mà Việt Nam nên quan tâm chú ý, đó là an ninh mạng, các hệ thống không người lái và chiến tranh trên không gian. Hai lĩnh vực đầu thì Việt Nam có một số bước tiến, còn lĩnh vực cuối cùng thì cần hợp tác quốc tế, nhà nghiên cứu này cho biết thêm. Việc Trung Quốc triển khai chiến lược dung hợp quân dân cũng là một phần học hỏi và rút kinh nghiệm từ những quốc gia đã thành công và sự thất bại của Nga. Vì vậy, đối mặt với những nguy hiểm tiềm tàng từ chính sách ngoại giao chiến lan, Việt Nam cần phải nhanh chóng nghiên cứu và áp dụng bằng việc cho phép tư nhân tham gia sâu hơn và toàn diện hơn vào các lĩnh vực quốc phòng nhằm tận dụng tối đa nguồn lực thị trường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Việt Nam cần hành động ngay trước mối đe dọa từ chiến lược dung hợp quân dân của Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Em họ cựu chủ tịch nước dính đến nhiều nhóm lợi ích. Ngày 13 tháng 2, truyền thông nhà nước loan tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an
đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can có liên quan. Có 4 bị can bị bắt, đó là ông Nguyễn Đức Thái, sinh năm 1962, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên; bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh năm 1967, nguyên trưởng ban kế hoạch marketing; ông Đinh Quốc Khánh, sinh năm 1970, nguyên phó trưởng ban kế hoạch marketing, đều thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản giáo dục Việt Nam; và bà Tô Mỹ Ngọc, sinh năm 1980, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty cổ phần giấy Phùng Vĩnh Hưng tại thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh vụ án tại nhà xuất bản giáo dục, khởi tố bắt 4 bị can. Báo chí nhà nước cũng cho hay, ông Thái và bà Thủy cùng bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự 2015. Còn ông Khánh và bà Ngọc bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222 Bộ Luật Hình sự 2017. Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Thái, Nguyễn Thị Thanh Thủy và Đinh Quốc Khánh đã giúp sức cho bà Tô Mỹ Ngọc thắng nhiều gói thầu cung cấp giấy in cho nhà xuất bản giáo dục. Đây có lẽ là phát súng đầu tiên mà Tổng Trọng bắn vào ngành giáo dục, và có lẽ từ đây cũng sẽ mở rộng ra nhiều vấn đề khác, lôi ra những nhóm lợi ích khủng trong ngành này. Trong nhiều năm qua, việc liên tục sửa đổi nội dung, chương trình, in mới sách giáo khoa cho thấy có cái bắt tay giữa lãnh đạo qua nhiều thế hệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo với nhà xuất bản giáo dục để móc túi phụ huynh học sinh, với số lượng sách khủng phát hành trên cả nước, bắt buộc hàng triệu học sinh phải mua, đem lại lợi nhuận khủng. Số tiền này chảy đi đâu? Lợi ích nhóm được hình thành giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với nhà xuất bản giáo dục là quan hệ sống còn của các quan chức ngành này. Vậy nên công an vừa khởi tố nhà xuất bản giáo dục thì Bộ Giáo dục đã lập tức thanh minh những sai phạm này xảy ra từ trước. Hốt hoảng như vậy, có lẽ ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn sợ lửa cháy đến chân mình chăng? Điều đáng nói, trong 4 bị can bị khởi tố, có bà Nguyễn Thị Thanh Thủy đã bị khởi tố lần 2. Trước đó, vào ngày 4 tháng 1, bà Thủy đã bị khởi tố bắt giam cùng với bà Nguyễn Bạch Thùy Linh với tội danh lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, liên quan đến đại án Việt Á. Hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Thủy, em họ của ông Nguyễn Xuân Phúc, bị khởi tố lần 2. Ngày 14 tháng 2, một bài viết của tác giả Nông Văn Tiềm trên trang Tiến Dân cho biết bà Nguyễn Thị Thanh Thủy là em họ của ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Theo tác giả, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy sinh năm 1967 tại Tuyên Quang, nhưng quê gốc ở Quế Sơn, Quảng Nam. Cha bà là ông Nguyễn Thung, mẹ bà là Vũ Thị Điển. Ông Nguyễn Thung, tức Nguyễn Văn Thung, là chú ruột của cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tác giả Nông Văn Tiềm cho biết, ông có thông tin về người con trai của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy tên là Đậu Hải Nam, hiện là chuyên viên vụ kinh tế tổng hợp văn phòng chính phủ. Đậu Hải Nam trước đây là chuyên viên văn phòng Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ngày 1 tháng 8 năm 2021, Đậu Hải Nam được biệt phái sang công tác ở vụ kinh tế tổng hợp văn phòng chính phủ, nghĩa là ngay sau khi ông Phúc rời khỏi chính phủ. Tác giả kết luận, như vậy đã rõ, quyền lực làm tha hóa cán bộ và lòng tham vô đáy sẽ biến những đảng viên cộng sản vương vội bạch tuộc đi khắp nơi để vơ vét cho được núi tiền. Và việc ông Nguyễn Xuân Phúc bị truất phế ngôi vị nguyên thủ quốc gia và tước bỏ quyền bính có phần đóng góp không nhỏ của cô em họ Nguyễn Thị Thanh Thủy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin em họ cựu chủ tịch nước dính đến nhiều nhóm lợi ích. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm D.